Trong quý ông bà, anh chị em, ai tham dự thánh lễ hôm qua thì nghe cha bảo, cha nói, cha chịu chức linh mục, tức là được thụ phong linh mục được 20 năm, và cha nghĩ rằng tôi là đàn anh, có nghĩa là lâu hơn. Tôi nói với cha, cha là đàn anh, bởi vì tôi thụ phong linh mục năm 2006, đến nay là 17 năm, thua cha bảo 3 năm. Tôi già rồi mới vào chủng viện. Cảm ơn Chúa đã cho chúng con còn sống đến hôm nay. Đó là một ơn. Quý vị có nghĩ tại sao mình cầm một đứa bé, mình bế nó, mấy đứa mà chưa biết đi nữa đó, rồi mình thảy nhẹ lên, cái nó cười là tại sao? Luôn luôn nó cười. Tại sao vậy? Là phải vì nó biết rằng nó không có rớt xuống đất. Nó biết rằng mình sẽ chụp lấy nó, ẵm nó vào. Tôi thấy đó là hình ảnh của đức cậy, tin cậy phó thác. Rồi quý ông bà đi ngủ, sợ sáng thức dậy trễ, vặn alarm. Tại sao vặn alarm? Có khi ban đêm mình ngủ rồi đi luôn. Rất nhiều người ngủ rồi đi luôn. Vậy thì vặn alarm làm gì? Có ai chắc chắn mình ngủ sáng hôm sau mình dậy không? Không ai chắc hết. Vậy sao mình vặn alarm? Đó là đức hy vọng. Mình vẫn hy vọng mà mình không biết. Phải đúng không? Đó. Tôi lấy ví dụ đó cho vui. Bây giờ mình nói, hồi nãy tôi vừa mới cởi áo lễ ra thì cha bảo với thầy phó tế bảo ăn tô cháo. Tôi hỏi cháo lòng, họ nói không, cháo cá đó cũng được. Thành ra tôi nhớ câu chuyện cháo lòng. Có 5 người thanh niên người Úc, một trong 5 anh đó học tiếng Việt, kéo nhau về Sài Gòn ở đường Phạm Ngũ Lão, khách sạn gọi là khách sạn Tây Ba Lô. Tối nào 4 anh kia cũng cử cái anh biết tiếng Việt xuống mua 5 hộp cháo lòng lên khách sạn ngồi ăn, vì tụi nó thích lắm. Nó thích từ ở bên Tây Úc. Bữa đó anh ta xuống, ngày đầu đó, từ phi trường về tắm rửa xong, anh này cầm tiền đi xuống, cái đi về chừng nửa tiếng nghe đi về. Hỏi sao vậy? Tụi bay có ăn cháo không không? Ăn cháo không đâu có ngon. Thành vậy tao không có mua. Hỏi tại sao kỳ vậy? Nó chụp hình cho mấy người kia coi. Ở trong đó đó, 5 cái quán gần nhau đều nói chúng tôi hết lòng rồi xuống hàng phục vụ quý khách. Hết lòng rồi. Nó hiểu là không còn lòng nữa. Bây giờ phục vụ cháo không thì ăn làm cái gì? Cho nên chúng tôi hết lòng. Đỡ hơn. Trưa nay tôi nghe một em lớn lên ở đất Mỹ, năm nay cũng hai mấy 30 tuổi rồi, kể câu chuyện mà người mẹ kể. Đi ngoài đường, đi vô chỗ shopping có người Việt, kêu nó nói mẹ, tại sao người ta lại ăn cái thứ đó? Đứng trước tiệm bánh mì, mẹ nó hỏi ăn cái gì? Ăn thịt người, bánh mì thịt người, bánh mì thịt nguội. Cho nên tôi khuyến khích các em nhỏ bên tôi nói hãy học tiếng Việt. Bởi vì tất cả các con thú nói tiếng Việt. À, quý vị có tin không? Lấy ví dụ một cái chuồng gà thôi. Trong cái nông trại đó, cái chuồng gà, con gà mái đẻ lần đầu gọi là mái gà, gà mái gì? Mái tơ. Đẻ lần đầu, ảnh đẻ xong, ảnh đứng lên cái thành của cái ổ, anh nhó lại, anh thấy cái trứng. Anh không biết, anh là cục gì trắng xác, cục gì trắng xác. Rõ ràng nó không biết mà nó nói tiếng Việt. Con gà mái xề đẻ kế bên đó, nhìn lắc đầu, vừa đau vừa rát, vừa đau vừa rát. Gà trống đứng ở trên đầu chuồng, thấy chuyện đàn bà. Vỗ, đời có thế mà thôi. Xong rồi thấy gà mái tơ nhảy ra, anh xuống anh rượt để anh làm gì? Đạp mái. Hai con chạy ào 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 trong chuồng, bầy gà con thấy vậy là khiếp 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 khiếp.
la om sòm, chó đang ngủ mở mắt dậy nó đâu đâu đâu, thấy không? Làm con bò nó tôi bực mình, nó gấn cổ lên nó nói kệ họ. Quý vị thấy nó nói tiếng Việt không? Hay nhá. Tôi trở lại câu chuyện hôm qua nha. Hôm qua tôi đang ngừng ở chỗ trao đổi. Trao đổi luôn luôn sẽ bị lòng tham con người biến dạng để có thêm bất công trong xã hội. Nhưng khi trao tặng, trao ban thì để tình cảm vô. Lúc đó mới là ý nghĩa thật của tình yêu. Tình yêu không trao đổi mà trao tặng hay trao ban. Rất là đẹp. Cái món quà mình trao nó giá trị hay không giá trị, miễn là có tình cảm của người kia, của cái người hiến dâng thì nó quý. Tôi nhớ lúc tôi ở chủng viện bên Tây Úc, người bếp là một bà người Úc khoảng 60 tuổi, còn nhanh nhẹn lắm. Bà lái xe, vừa ra khỏi cái cửa của chủng viện, bà chia trí một chiếc xe bus, nó đi đúng đường của nó, nhưng bà ra, bà quên nhìn, ủi một cái. Bà không bị thương tật gì, nhưng chiếc xe bị gãy cái đèn lái, đèn chiếu hậu và bị móp. Rồi cảnh sát đến, rồi tụi tôi dìu bà vào trong chủng viện ngồi nghỉ một chút cho nó hoàn hồn. Chiếc xe vẫn chạy được, cánh cửa mở không được, có vậy thôi, đi cánh cửa kia. Bởi vì ở bên Úc, lái xe ngồi ở phía bên phải. Thế là bà cứ buồn. Tụi tôi nói không, hãng bảo hiểm sẽ đền cho bà. Bà nói không, đây là chiếc xe con tôi, nó mới để dành tiền, con trai tôi nó tặng cho tôi. Tôi không phải quý chiếc xe, mà tôi tiếc vì tôi không giữ được cái tình cảm nó dành cho tôi. Mà đâu phải lỗi của bà đâu, bà sơ ý. Cái câu nói đó làm tôi suy nghĩ, những gì người ta tặng mình mà người ta nói lấy thảo, nghe người miền Nam nói ăn lấy thảo, chữ thảo là cái lòng thảo hiếu của mình, chứ không phải tới đó ăn rồi cưới mấy cô tên Thảo. Nghe nói lấy thảo đó, giống như mấy bà chụp hình hôm qua, nhớ lấy cha, nhớ lấy cha, thấy ghê luôn á. Rồi trở lại một vấn đề, bữa nay mình chuyển qua cái bí tích thánh thể, vì tôi gọi đó là món quà. Tôi kể câu chuyện cha tầm thường kể nha, cha Nguyễn Trọng Tước. Ở miền quê phía Nhân Trạch, phía Long Thành á, ai cũng biết là quê của cha, chắc cha dùng câu chuyện trong làng quê. Buổi chiều thứ tư mỗi tuần có cái hội phụ nữ họp ở trên xã. Thì cái thằng bé nó đi học về, nó đi học trường làng mà, nó mong tới ngày thứ tư. Quý vị biết tại sao không? Mỗi thứ tư mẹ nó đi đâu đó, mẹ nó nói ở nhà với bố là đi họp, nhưng bà đi thì nó không cần biết họp là cái gì. Ít nhất mỗi ngày thứ tư mẹ về, nó có một cái bánh biscuit, bánh tây, ở dưới miền Nam gọi là bánh tây, thật là thơm, mùi vani và bơ. Và nó mơ ước cái bánh đó mỗi tuần. Và nó hỏi mẹ ở đâu có. Mẹ trả lời, mẹ đi chợ mua cho con. Nó tin như vậy, cứ mỗi tuần mẹ về chạy ra mừng, có cái bánh tây thơm phức là ăn liền, cảm ơn mẹ, đi ăn. Rồi nó lần lần nó thắc mắc, tại sao ngày khác không có mà ngày thứ tư mới có bánh. Tức là nó thêm một tuổi nữa nó thắc mắc. Nó lén nó đi theo, nó đi xa xa thôi. Thì bà ấy đi từ 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 tới cái trụ sở, không phải ở xã mà họp ở trong giáo xứ, các bà mẹ công giáo đi họp. Thì nó đứng ngoài nó ngó,
Trước buổi họp, các bà lấy bánh. Có những bà giàu hơn đem bánh tây từ Sài Gòn xuống đãi mấy bà khác. Có những bà đem kẹo, loại kẹo có rượu bên trong, rồi họ vui với nhau. Nó để ý cái loại bánh đó đúng, phát cho mẹ trên một miếng giấy để chùi miệng đó, thì mẹ cũng lấy ra cảm ơn chị. Nó để ý thấy bà lén lén gói lại cất vào túi, tức là bà không ăn. Nó lấy làm lạ, tại sao mẹ lại làm vậy? Xấu hổ nữa, bởi vì người khác thấy chia cho mà không ăn, cho nên mẹ vội vàng cầm cái tách trà lên làm như mình vừa mới ăn bánh rồi uống trà. Lúc đó bật một cái nó hiểu, vì nó mà mẹ phải sống lén lút giấu giếm người khác để dành cái món ngon cho nó. Nó chạy về, nó ngồi ở cổng á. Chừng nửa tiếng sau mẹ về, hôm nay nó hiểu rồi, nhưng nó không muốn nói. Nó cũng chạy ra nó mừng, mẹ đưa miếng bánh, nó cầm nó khóc, nó ăn không được. Bà mẹ hỏi sao kỳ vậy, nó không nói. Nó biết cái miếng bánh đó là miếng bánh mẹ đã lén lút cất giữ cho nó. Miếng bánh đó thơm mấy đi nữa cũng không thơm bằng cái tình của mẹ nó. Miếng bánh đó có ngọt ngào mùi vani và đường và bơ cũng không thể nào nuôi trái tim nó ấm bằng trái tim của mẹ nó. Nó hiểu. Từ đó nó không nói cho mẹ, nó vẫn ăn. Nhưng mỗi lần ăn, mỗi lần cái bánh nó mặn hơn, là vì có nước mắt chảy vào mồm. Nó hiểu được miếng bánh không giá trị bao nhiêu, nhưng cái tình, sự liều lĩnh của mẹ để qua mặt mấy bà khác làm cho nó xúc động. Thưa quý ông bà, anh chị em, mình nhận miếng bánh ở đây, có người cho miếng bánh đó bằng cách chấp nhận chết treo lòng thòng ở trên cây thập tự để xẻ thịt mình cho mình được sống. Không biết mình đón miếng bánh đó vào tay hay trực tiếp vào miệng, hình thức nào cũng được, giáo hội cho phép. Cho nên không nên chỉ trích nhau, nói tại sao lại rước bằng miệng, tại sao lại rước bằng tay. Hễ khi giáo hội cho phép, mình cứ ngoan ngoãn vâng lời, rồi mình được quyền lựa. Tôi tôn kính bằng hình thức cũ là đưa lưỡi ra, tốt. Tôi bây giờ giáo hội cho phép vì Chúa bảo hãy cầm lấy mà ăn, Chúa đâu có bảo hãy hạ miệng ra mà nuốt, vân vân. Chúa nói rất rõ. Hồi nhỏ tôi học các sơ, nó khốn khổ rước lễ lần đầu ở trường Thiên Phước. Thứ nhất khổ là vì con trai mà mấy sơ kết một cái vòng hoa đeo đây, đi mẹ y như con gái vậy đó. Mấy đứa con gái nó bằng tuổi mình thì nó lanh hơn mình. Nó nói tụi bay coi kìa, có con nhỏ hồng. Muốn đánh mà đánh không lại, tại vì nó mạnh hơn. Bằng cái tuổi đó con gái nó lanh hơn, cho nên đành ngậm đắng nuốt cay đấy. Đeo vòng hoa đó. Mà ma sơ dạy là, ma sơ tên là Em Mê, ở đây có người biết bà đó, bà qua đời rồi. Bà nói tụi con phải làm sao mình thánh Chúa không được đụng vào răng, bởi vì đụng vào răng là phạm sự thánh. Chết cha, chưa biết phạm sự thánh là cái gì nhưng mà đang lo. Bởi vì mình đo lại coi cái hốc miệng của mình có đủ rộng không. Mình cứ ngồi mình làm như vậy, bởi vì cái bánh này khá to, không đụng vào răng sao được. Rồi phải từ từ nuốt. Nó khổ vô cùng, nói thật. Mấy lần rước lễ đầu tiên, cái điều đó đâu có gì sai, nhưng ít nhất giải thích hơi cực đoan. Hồi đó luật giáo hội nói vậy. Sao công đồng luật giáo hội đã thay đổi rất nhiều. Mình chỉ việc vâng lời. Chúa đâu có nói hãy hạ miệng ra, đớp lấy và nuốt. Chúa bảo hãy cầm lấy mà ăn, ăn thì phải nhai. Thưa quý bà, tôi
Tôi nói thưa quý bà, không thưa quý ông, mấy bà cứ sợ mập. Bằng chứng là mấy đứa nhỏ đi học giáo lý đó, mà sợ hỏi Chúa ở đâu. Một đứa con gái giơ tay lên liền, con biết Chúa ở đâu. Thưa ma sơ, Chúa ở trên cái cân. Sao kỳ vậy mày? Tại vì sao? Lúc nào má con lên cân cũng kêu Chúa ơi, Chúa ơi, Chúa ơi. Một thằng giơ tay lên nói thưa ma sơ, không phải vậy đâu. Ở nhà con Chúa ở trong toilet á. Sao mày nói kỳ vậy? Tại vì sáng nào ba con cũng vắt cái khăn đây, cầm cái bàn chải có kem, đi qua đi lại, đi qua đi lại. Chúa ơi, làm cái gì ở trong mà lâu dữ vậy? Thế là Chúa ở trong. Thật ra Chúa ở đâu? Ở trong tâm mình. Chúa bảo mình hãy cầm lấy mà ăn. Ăn là nhai, nuốt. Thì tôi nói với các bà đó, các bà cứ kiêng cử ăn vì sợ cái gì? Sợ mập. Nói thẳng ra đi, sợ mập. Mập cũng đẹp vậy. Đến nỗi mà trong truyện Tam Quốc Chí đó, có một nàng đẹp nhất là nàng gì? Tây Thi. Nhưng em của nàng tên gì? Tây Tho. Lái lại là To Thay. Cũng đẹp vậy. Trước khi tôi đi một tuần, bàn thờ bên tôi cũng có máng cỏ rồi, cũng khá đẹp. Thì một chị lễ xong bảo thằng con 12 tuổi, mày Martin, mày chụp hình mẹ nha, chụp cho đẹp. Cái nó ngắm, cái nó là bộ xích xích, mẹ xích xích quá. Nó nói tiếng Việt giỏi lắm. Cái chụp đi thì lo nói cái gì. Cái nó nói con thấy mẹ very beautiful. Beautiful, cho nó không có nói beautiful đâu. Đó. Bả sùng lên. Đây là cái cách tôi mách cho quý vị. Là bởi vì mấy bà bên xứ tôi nói cha, tụi con hít không khí không cũng mập. Ghê vậy? Phải đâu, ăn nhé. Cho nên có hai chế độ. Thứ nhất, ăn không bao giờ mập là chế độ seafood. Mấy bà nói kỳ vậy, ăn tôm, ăn cá vô nó mập. Si là nhìn thôi. Người ta ăn mình ngồi nhìn, có bao giờ mập được? Có nhiều người nói như vậy, khó quá cha. Thì tôi bảo có cách thứ hai, cứ ăn, nhai đã, để cái bình sẵn đây nhai hết nhả. Mấy bà nói còn khó hơn, tại nhai nó khoái trong miệng mà nhả ra thì tiếc. Trở lại, từ cái ngày cái em bé trai nó hiểu được giá trị chiếc bánh mà nó ăn, thì cái bánh đổi. Cái bánh không còn là cái bánh bằng bột, bằng bơ, bằng vani, bằng đường, bằng sữa, mà là tình yêu mẹ nó. Cái bánh mà chúng mình kéo tới để nhận gọi là bánh thánh hay bánh thánh thể. Thể là thân thể của Chúa Giê-xu. Nó được làm bằng hình ảnh xẻ thịt ra mà nuôi mình. Đó là hình ảnh mà một số nhà thờ, tháng 5 vừa rồi tôi đi sang Đức, tôi có tìm thấy thật, một số nhà thờ bên Đức của người Đức vẫn còn trên nhà tạm bức hình con chim bồ nông đang móc thịt của nó để nuôi con. Con chim bồ nông, quý vị biết là con chim pelican đó. Ở một cái mùa đông giá, con mẹ nó có 5-6 đứa con, nó không, nước đá băng đóng hết, nó không bắt cá được. Làm sao cái mỏ của nó đủ để đục cái lớp băng dày 7-8 tấc. Thế là nó về lấy cái mỏ nhọn của nó, mỗi con bồ nông có một cái mỏ rất nhọn, móc một miếng thịt cho một đứa con, móc kế bên cho đứa con. Nó móc cả một cái ngực của nó như vậy trong 3-4 tuần lễ. Ghê chưa? Hình ảnh đó giáo hội chọn từ lâu rồi để trên cánh cửa của nhà tạm. Chúa Giê-xu xẻ thịt cho mình ăn. Hình ảnh đó nếu như cái mùa đông kéo dài thì cái con chim mẹ chết chắc chắn, và bầy chim con thoát nạn vì được nuôi. Hình ảnh đó nó hơi thô bạo thật, nhưng nó xảy ra trong thiên nhiên.
huống chi trong con người. Tôi biết câu chuyện động đất ở bên kia, cái miền Armenia, một bà tên là Svetlana bị chôn ở dưới cái cầu thang của bà với đứa con gái 2 tuổi. Gọi là bà nhưng cô ta chừng 30 tuổi. Hai người sống mấy ngày dưới đó, dưới cái hốc đó. Đứa bé vẫn khỏe mạnh, còn bà ta thì nát hết năm ngón bên trái, năm ngón bên phải, nát hết. Là vì mỗi lần đứa bé muốn bú hay muốn có nước uống, bà cắn ngón tay cho vào mồm để nó nuốt máu. Lần lần đau quá không làm gì được, lấy mảnh gạch vỡ cắt dễ hơn là cắn. Tới lúc các nhà cứu hộ đến đào được ra, hai bàn tay bà sưng tấy lên hết. Nếu không kéo nữa không biết bà cắn tới cái gì nữa đó. Bà nói một câu rồi ngất xỉu. Tôi không lo phần tôi chỉ muốn con tôi sống. Cái tình thương, những cái giọt máu đó rõ ràng nó tầm thường thật đấy, nhưng nó quá thành phi thường chỉ vì cái tình của người mẹ dám chết cho đứa con. Và đó là câu Thánh Gioan nói, không có tình yêu nào cao quý cho bằng dám chết vì người thương của mình. Cái điều đó làm tôi nhớ tới một anh trung sĩ không quân của miền Nam. Cái cuộc triển lãm trước tòa đo chánh hình như năm 59. Hồi đó tôi biết tên anh đó là vì ông chú tôi làm trong đơn vị anh đó. Đang đứng triển lãm cạnh chiếc trực thăng H-34 thì phải đó, thì có một quả lựu đạn của ai đó ném vào. Bởi vì dân chúng đứng rất đông, quả lựu đạn đó nổ thì nhiều người chết hơn. Anh nhanh trí, anh chụp vào, anh nhìn chung quanh là bởi vì cái người đứng quay phim cách đó không xa, anh thấy toàn người, anh để vào bụng và nằm sấp xuống. Thế là vừa đúng 8 giây đó, mấy giây rồi bây giờ nó nổ đùng. 5-6 người bị thương, còn gia đình anh lấy về cái gì để chôn? Toàn thịt hem mà, nó nát ra như hem. Nhưng tất cả thịt của anh gánh hết tất cả những mảnh thép, mảnh gan để cứu những người chung quanh. Tôi thấy hành động anh hùng tử đạo đó, quên mạng sống của mình để cứu người khác. Đó là ý nghĩa chính của bí tích thánh thể. Nhưng bí tích thánh thể cao hơn một bậc nữa, đó là vì muốn ở trong cái người mình thương. Tôi nhớ năm tôi mới đi tù về, có một gia đình đi Mỹ cho tôi chiếc xe gắn máy. Thế là tôi chạy xuống dưới Vĩnh Long, Sa Đéc rồi đó, để đi sinh hoạt giáo lý. Mà tôi thích đi cái bến đò Mỹ Thuận, hồi đó chưa có cây cầu. Một lần tôi lên trên chiếc đò Mỹ Thuận, mà người miền Nam gọi là chiếc Bắc, tiếng Pháp, Bắc là cái đò, cái ferry boat. Thì tôi thấy một bà bán bánh ú, lớn tuổi rồi, bà có ẵm một đứa bé con trai. Rồi khi bà ngồi trên đò, bà bóc bánh ú ra, bà đút cho nó, bánh mà bà bán đó. Cái tôi ngồi tôi nghe, bà lấy khăn bà lau mặt nó, đứa bé còn nhỏ lắm, chắc chưa đầy 2 tuổi, mặt trông dễ thương. Bà nói, tiên sư cha mày, tao nhai tao nuốt luôn mày. Bà thương nó đến vậy đó, bà nói bà nhìn nó, bà muốn nhai và nuốt luôn nó. Tôi hớ hên quay qua nói, hình như dì rụng hết răng rồi, nhai sao nổi. Bà chửi tôi suốt cho tới cái lúc bến đò cập bến. Bà nói, thằng cha mặc đồ lịch sự có vẻ trí thức mà ngu vậy, chuyện của người ta xía vô làm gì. Bà làm một tràng dài và nhiều chữ rất mặn, mặn là tục đó. Tôi cứ ngồi im, tới lúc tọ đò gần cập bến tôi nói, cảm ơn dì, bởi vì dì tả cho tôi thấy một tình thương. Dì thương cháu dì đến nỗi dì muốn nuốt nó. Bà nói vậy chứ không phải chọc phải không? Thôi ông lấy cặp bánh này ăn. Bà cho 2 cái bánh, mà người đàn bà cho 2 cái bánh ú, nó tượng trưng cái ghê lắm á. Rồi
Thưa quý vị, chúng ta đến với thánh thể rất là hay quý vị ơi, ở chỗ là phải làm sao như cái em bé ăn bánh, mỗi lần cố gắng tập trung tư tưởng để nhận ra đây không phải là cái bánh bình thường mà là thịt, cái gian khổ của Chúa Giêsu vì thương yêu chúng ta. Thưa quý vị, Thánh Phaolô nói nếu mình không xứng đáng thì đừng đến rước bí tích thánh thể. Tôi không biết giải thích sao cho nó hợp, thì tôi giải thích theo kiểu của tôi. Thứ nhất nha, bởi vì Thánh Phaolô nói ai ăn mình và uống máu Chúa Giêsu mà không xứng đáng thì rước hình phạt vào mình. Tôi thấy ghê ha. Đừng hiểu câu đó ngay lập tức, bây giờ tìm hiểu. Thứ nhất muốn lãnh bí tích, thưa quý vị, cũng một tháng trước khi tôi đi sang đây, tức là tháng 11, ở bệnh viện có điện thoại kêu nói có trường hợp gấp rút cần một linh mục Việt Nam. Tôi chạy xuống, hai vợ chồng trẻ, đứa bé chào đời mà nó chết rồi. Nó bị trục trặc cái nhau quấn thế nào, nó chết rồi. Bác sĩ cứu không được thì nó nằm đó. Nó màu tím rồi, nó còn bé lắm. Hai vợ chồng nói cha rửa tội cho con của con đi. Tôi hỏi quý vị, trong trường hợp đó mình có rửa tội được không? Các cha, các thầy phó tế có học thì biết, quý vị hơi ngỡ ngàng. Nguyên tắc rất đơn sơ, bí tích chỉ dành cho người còn sống. Hết. Nguyên tắc đó là đủ câu trả lời rồi. Bí tích chỉ dành cho người còn sống. Cho nên ví dụ một ông, một bà qua đời rồi, mà mời cha sức dầu lại cho mẹ của con, mà bà chết rồi, không bao giờ các linh mục dám làm, là vì nó đi ngược lại với lời dạy của giáo luật. Bí tích chỉ dành cho người còn sống. Cho nên tôi nói để đọc kinh, hai anh chị cùng đọc kinh với tôi rồi làm phép xác, họ cũng an tâm. Họ nói sao không rửa tội. Tôi nói bí tích rửa tội chỉ dành cho người còn sống. Cái câu đó rõ không? Từ nay không ai thắc mắc nữa, thấy không? Rồi, ai có quyền rửa tội? Thưa, ai cũng có quyền rửa tội. Dù cái người đứng ra làm thừa tác viên rửa tội không phải người Công giáo. Trong trường hợp nguy cấp, gặp một người bị tai nạn dọc đường sắp chết, nếu người đó còn tỉnh mà bất kỳ anh chị nào gặp cũng cứ hỏi: thưa bác, thưa chị, thưa anh, thưa ông, thưa bà, nếu tôi làm bí tích rửa tội thì ông bà có chấp nhận không? Và cái câu kế tiếp, có tin có một thượng đế toàn năng đã dựng nên ông bà không? Nếu họ gật đầu, mình có quyền rửa tội, miễn là rửa cho đúng. Bởi vì bí tích có hai phần, phần bề ngoài và phần bề trong. Bề ngoài là phải giữ đúng, là lấy nước mà rửa, chứ không phải tôi đang uống bia, tôi lấy bia tôi rửa. Rồi cái câu công thức phải đọc cho trúng: tôi rửa tội cho ông hay bà, tôi nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, không cần chữ Amen, ai thưa cũng chẳng sao. Cho nên có trường hợp ở đất nước Hoa Kỳ này, một linh mục khi xem lại cái video ngày mình rửa tội giật mình, là vì mấy cái người rửa tội cùng đọc: chúng tôi rửa tội cho con, we baptize you, là sai một người thôi. Cho nên lập tức tòa giám mục bảo đè ông cha đó ra rửa lại cho yên tâm. Bởi vì nếu ông chưa là Công giáo, ông chưa rửa tội vì cái bí tích không thành, mà bây giờ ông đi ban mấy bí tích khác cho người ta thì sao? Ông làm đám cưới rồi sao? Ông bí tích sức dầu, ông ngồi nghe tội người ta, ông tha, mà ông chưa là người Công giáo, thì trường hợp đó quý vị xử làm sao? Xử theo lòng nhân lành của Chúa. Tất cả những người không biết mà đến nhận bí tích từ một linh mục ngoại giáo, đúng nghĩa
ông chưa rửa tội, đều thành, tất cả đều valid, để cho mình yên tâm. Còn riêng cái ông đó thì đi rửa tội lại. Nó vui vui đó, để mình hiểu thêm. Cho nên tôi lặp lại, ăn uống mình máu Thánh Chúa thì mình phải còn sống. Nói gì kỳ vậy? Đúng, sống theo hai nghĩa, nghĩa phần xác, nghĩa phần hồn. Ai cũng hiểu rồi. Nghĩa phần hồn có nghĩa là chưa bị đoạn tuyệt với ân sủng của Chúa. Rồi, tôi nói thêm, năm 1960 tôi đi theo nhóm Linh Mục Tiến Lộc, mà Ngài qua đời rồi đó. Tôi hay nhắc lắm, vì đó là thần tượng của tôi. Tôi ngưỡng mộ Ngài. Bây giờ tôi nghĩ lại sai. Ngưỡng là cái cửa, mộ là cái mồ. Tôi đưa ông vô mồ rồi. Cho nên mấy người gặp tôi nói tôi ngưỡng mộ cha, nó không dám đâu, không dám đâu. Rồi ái mộ nữa, ái là thích mộ là đưa ra mộ. Xin tha cho em đi, để em sống. Tôi theo cái nhóm cha Tiến Lộc từ Đà Lạt xuống Di Rinh. Quý vị còn nhớ Đà Lạt xuống Di Rinh 80 cây số. Hồi đó đi xe đạp cũng có, đi Honda, Honda Dam đó, gọi là Honda đàn bà đó, có chiếc đó là sang rồi đó. Mà tụi tôi dịch là Honda đàn bà, Honda chứ không có nói Honda. Rồi xuống tới nơi dự đám tang. Buổi chiều thứ bảy, trời Di Rinh lạnh, lạnh hơn hôm nay nè, mà có sương mù nó, có mưa nữa. Mà cái đám tang đó của một người Ra Đề, một người dân tộc thiểu số, mà nhà cái người đó khá giàu. Thì tất cả đọc kinh, người đó Công giáo, đọc kinh rất là sốt sắng, đói. Đọc dài quá, tại bên Việt Nam mình lần chuỗi liên tục. Tôi cũng đói, mấy cha mấy thầy cũng đói. Hồi đó mình là thầy dòng, trong dòng Ta Be đó. Đói quá, nghe mùi thịt nướng quý vị ơi, làm sao cưỡng lại. Thịt heo mà mình nghe mùi là mình biết là nó ướp xả. Mà cái miếng chắc phải cỡ này. Mà cái mùi nó bay ra là cái mùi mỡ nhỏ xuống than. Rồi nó biết hết trong đầu á, mặc dầu đang đọc kinh. Vậy có phải chia trí không? Chia trí trường hợp đó có tội không? Có một người gật đầu nói có. Chia trí không bao giờ có tội, trừ ra cố ý chia trí. Mình đâu có cố ý, đang đói gần chơi Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời. Trời ơi, thơm quá Đức Mẹ ơi. Rồi tôi tưởng tượng dứt cái chuỗi mân côi, đọc kinh lại nữ vương xong, thì mọi người thấy trong bếp bưng ra một miếng lá chuối, trên đó có miếng thịt nướng ướp xả. Lạy Chúa, nó ngon vô cùng. Đưa cho cha Tiến Lộc là cha gặm liền. Chưa tới phiên tôi, tại vì tôi hàng tép riêu, mấy cha được hết. Cái tôi nhìn vô, kỳ vậy. Tôi nhìn bằng mắt mình nha, tôi kể lại quý vị sẽ rợn người đó. Họ bưng một cái thau thịt nướng, có một đôi đũa khá lớn. Họ gấp từng miếng thịt cho vào mồm người chết, ngoáy ngoáy hai cái rồi đem ra bỏ lên lá chuối đưa mình ăn. Tới giờ này tôi kể mà tôi còn sợ đó. Một cái sự thật nó hãi hùng quá đi, hết đói mẹ nó luôn. Tôi quay qua thì cha Tiến Lộc ăn hết rồi. Trời, bây giờ làm sao cứu? Mà nói lên thì người ta quánh mình á. Cái nghi thức của người ta là phải mời cái người quá cố ăn trước. Họ vạch mồm ra, họ vô rồi. Lạy Chúa, tôi ở đây có ai giữ cái đó lần nào chưa? May phước, giữ xong thấy thịt nướng không dám ăn nữa đâu. Nó kinh thật quý vị ơi. Tôi mới nghĩ, làm sao có cái hủ tục gì lạ vậy? Người chết rồi đâu có ăn được, tại sao phải cho vào trong đó? Nó làm cái miếng thịt quá ra thấy ghê. Nhất là cái xác để 2-3 ngày rồi, xác chết có thưởng thức được mùi thịt nướng không? Bảo đảm không. Xác chết có tiêu hóa được cái miếng thịt đó không? Cũng không. Biết vậy cho nên người ta rơ rơ vô thôi, rồi kéo ra rồi cho mình ăn. Lạy Chúa, tôi không biết bỏ đâu. Hồi đó mặc áo dòng, mà cái áo dòng la sang nó không có cái thắt lưng, nó suông từ trên xuống. Tôi thấy một thầy dòng Chúa Cứu Thế cũng thấy giống tôi, bỏ vô tay áo, miếng thịt còn nóng. Nó nóng cái ông giao bộ, ông dơ dơ lên, cái nó tuột xuống đây, cái nó nằm đây.
Nó nằm đây thì nóng, nó còn nóng, có xả, có ớt, nó nóng ổng cứ vậy. Tôi thả vô rớt, nó rớt cái bạch xuống đất. Sợ người ta thấy lại lụm lên bỏ túi quần. Lại Chúa, tôi bỏ túi quần mới khó nạn. Nó nóng hết cái đùi á. Đó, tôi kể câu chuyện đó để quý vị thấy xác chết không thể nào, không thể nào nếm được thức ăn. Ở trong tình trạng mất ân sủng hoàn toàn, nói thẳng là tình trạng từ chối Chúa trong tội trọng, thì có nhận cũng không được lời vậy, tại mình chết rồi. Hay ha, cái ví dụ của tôi thấy nó hơi thô bạo chút, nhưng chắc là dễ hiểu. Nó kinh thật. Rồi, điểm thứ nhì, Thánh Phaolô nói, ai ăn mình và uống máu Chúa Giêsu mà không xứng hợp thì rước lấy hình phạt. Tôi được tòa giám mục bảo đi ra nhà một giáo dân, lúc tôi mới tới Tây Úc, để lấy mấy cái dây stola đó. Tại cái bà đó là một cụ nữ tu, bà may rất đẹp, may không cho tòa giám mục. Tôi ra thì tôi hỏi sơ, bà là bà sơ mà, sơ, không nghe trả lời. Kêu tên sơ Bernadette cũng không nghe trả lời. Tôi kêu tên tục sơ tơ, bà tên tơ. Từ đó tôi bị chọc, tôi là tơ, bà là hồng. Đổi ngược lại, dây tơ hồng đã quấn với bà đó. Thật ra bà lớn tuổi hơn tôi. Cái bà nói, ai Kim? Tôi nói, tòa giám mục kêu tôi Kim để lấy dây stola. Vô đây, vô chỗ nào? Mới nguy hiểm không? Bà ở một mình mà bà rủ mình vô đây. Rồi bà ngồi trong bà là vô đây chơi chút. Cái mẹ chết cha nữa. Cái người miền Nam nghe cái chữ chơi sợ lắm. Rồi đi vô, bà ngồi trong bụi mía. Trong cái bụi mía, lúc đó bà chắc cũng 73, 74 tuổi, tôi 60 mấy. Trời đất ơi, hàm răng bà tốt thiệt. Bà chặt khúc mía cái bà xước ra, tiếng Việt ra, xước ra. Cái bà cắn, bà bẻ róc, bà nhai. Cái bà đưa khúc, bà nói ngồi xuống để ăn cho vui. Tôi nói, lại Chúa, tôi răng giả. Thì bà còn nói, bỏ hàm răng giả ra, nhai bằng cái nướu. Chết nữa. Người đau răng mà được mời ăn mía, có thích hợp không? Gật đầu nữa, lại Chúa, đau gần chết. Mía nó vẫn ngọt, mà cái người ăn có ngon không? Đâu thấy ngon, ê gần chết. Mía đâu có phạt mình, tự mình đau khổ, tại vì mình nhai không được. Đặc biệt, cái năm tôi đi xe đò với nhà dòng đi ra Châu Ổ. Quý vị biết Châu Ổ ở đâu không? Quảng Ngãi đó, nơi mà người ta làm kẹo mạch nha nổi tiếng cả nước. Nó thơm và nó ngọt nữa. Nhưng Chúa ơi, nó dính. Mà mình lúc đó đi tù về đã mang răng giả rồi. Nhờ đi tù về tôi nhập quốc tịch Pháp đó. Ôi mấy bạn ngạc nhiên hả? Hiện giờ thì tôi quốc tịch Úc, nhưng hồi đi tù về tôi quốc tịch Pháp. Tại vì sau 10 năm tù về, tôi dòng họ Hăng Rư. Pháp nó có dòng họ Hăng Ri, mà tôi Hăng Rư là hư răng, không còn cái nào tốt hết á. Rồi đi khám, nhà dòng bảo đi ra bà nha sĩ người Úc, bà nhổ loạt hết trơn. Đi về là hăng rết, hết răng. Đã vậy mà giờ kêu tôi ăn mía. Nhưng cái năm đó mang răng giả, mà người ta mời mình một cục kẹo mạch nha quấn ở trên cái đũa, thấy nó thơm, nó trong, nó vàng đẹp lắm, có dám ăn không? Ăn hai hàm răng giả dính vô gỡ không ra. Có thấy ngon không? Ngon thiệt, nhưng mà ngon với đau khổ cái nào nhiều hơn? Đó. Thành ra tình trạng của mình định đoạt việc mình thưởng thức được hay không cái bí tích thánh thể.
Nếu mình không có đủ hàm răng, mình không thể ăn ổi, không thể ăn mía, cũng không thể ăn kẹo mạch nha. Tại mình đâu có đổ lỗi mấy cái kẹo mạch nha nó hại tao. Không, mình không thích hợp. Tôi hy vọng mọi người hiểu để thấy cái lời Thánh Phaolô viết đó nó nhẹ bớt đi. Thứ nhất, tôi trở lại vấn đề đánh mất ơn Chúa mà hoàn toàn đó, tôi gọi là tội trọng đó. Còn 5 phút nữa mình nghỉ. Thưa quý ông bà, anh chị em, cái năm tôi dạy ở Thủ Đức, tôi dạy Thủ Đức 7 năm trước khi đi tù, tức là trước 30 tháng 4 đến sau ngày 30 tháng 4 vẫn còn ở đó. Rồi, tôi có nuôi con khỉ. Con khỉ thật dễ thương. Lúc nuôi nó chưa mở mắt, chưa có lông nữa, nó màu hồng đó, như con chuột con vậy đó. Tôi để bàn tay về được. Một thầy dòng nữa, hai anh em cùng nuôi, để nó ở cái gối của mình đó. Nó ngủ chèo queo đó, nó thức dậy thì cho nó uống nước cơm đó. Rồi khi nó mở mắt thì nó nhìn thấy tôi, nó tưởng mẹ nó. Nó đâu có thấy gì khác, cho nên nó cứ bám. Rất dễ thương. Mà nó phá, trời ơi, nó lớn lên nó phá. Tụi tôi không cần xích nó, nó phá. Nó chui sang dòng nữ bên cạnh đó, là dòng Notre Dame de Mission đó. Giờ kinh tụi tôi đang đọc, nó leo thì ai mà cản được. Nó đi về nhà nguyện, nó đội cái áo ngực lên đầu, còn một cái lòng thòng mé sao, nó đi vô hãnh diện mình à. Ông thầy bề trên, ông nói ông Hồng, bắt khỉ lại, lấy cái đó đem qua trả. Ngu sao qua trả? Tôi nhìn thấy có tên thêu trên đó, sơ nào đó, ông có nội tôi cũng không dám qua trả. Tôi dìm luôn. Có người hỏi tôi có giữ làm kỷ niệm không, tôi không trả lời. Mà cái con khỉ nó phá quá. Tôi gặp các cha Đồng Bosco, có một cha Tây, cha nói tiếng Việt, mai cho nó cái áo khỉ. Tôi nói cái áo khỉ làm sao? Ừ, thì coi đi, mấy gách xiệt nó mai đó. Tôi mai, áo đẹp lắm, tôi biết mai, mai dở lắm nhưng mà ngồi mái mai đạp được. Mặc cho nó vẫn phá. Cha nói không, cái tay áo phải dài, cho nó mặc vô cái cột hai cái tay là nó ở trong rồi. Giống vậy sao phá, này nè đó, ở trong này rồi, cột lại rồi. Đâu có. Tôi rình, tôi vừa cột lại vừa đi ra, nó lấy hai chân nó tháo. Tại hai cái chân nó giống cái tay của mình, nó ngồi nó tháo ra, nó sắn lên nữa chứ. Đi phá tiếp. Tôi nói cha mắc cái cách đó không có hiệu nghiệm. Ông nói không, cái áo khỉ không phải cái tay không, mà cái túi. Có cái túi như con kangaroo vậy đó, cái túi trước ngực nè. Tôi mai cái túi, nó vẫn phá. Thế là cha qua thăm, cha nói, ông không hiểu. Cái túi áo khỉ, người Việt Nam nói có nghĩa là mai hai lần hai bên, ở giữa, ở dưới đáy không có khâu lại, trống. Tôi hiểu, từ đó tôi mai cho nó, nó mặc hãnh diện lắm. Nhưng mà tức cười là mỗi lần nó ngứa, nó gãi không đã, nó làm không được, cho nó cầm cái áo ra nó gãi, cũng không xong, lòn vô trong nó gãi. Đi đâu kiếm một quả ổi đưa nó, rồi khoái lắm, chảy nước miếng nha, cầm biết vạch áo ra bỏ vô. Bỏ vô, trái ổi rớt ra. Thế là ta thấy, hồi nãy con trái, giờ con trái nữa đi theo lượm, bỏ vô, con trái nữa lượm, suốt ngày đi lượm trái đó. Tưởng đầy túi, chiều tôi về tôi thấy còn đang lượm, chưa kịp ăn. Có phải ngu không? Ngu thiệt quý vị ơi. Tôi về cái tôi lấy quả ổi lại, hết, rợ không có cái nào. Tôi hỏi cha, mình chơi vậy có ác không? Cha giải thích rất hay nha. Ông Hồng có hiểu đó là tình trạng tội trọng không? Giải thích cho con nít á, tình trạng tội trọng là làm bao nhiêu việc lành phước đức đều vô hiệu. Không có công lệnh gì trước mặt Chúa vì không có thông thương trong tình thương. Giống như bỏ vô. Tất cả những gì chúng ta làm trong tình trạng xa Chúa thì chúng ta làm đáng thương thôi.
Sao không chịu nối lại cái tình thương đó để mọi việc mình làm có ý nghĩa và đem lại hạnh phúc? Rất dễ là vì một sự cắt đứt thì không thể nào liên hệ lại với trong tình yêu. Thấy hiểu ha? Rất dễ hiểu. Cho nên cái câu mà Thánh Phaolô nói, ai ăn uống mình máu Thánh Chúa Giêsu mà không xứng đáng thì tôi sửa lại, xin đừng làm một xác chết. Có vậy thôi. Đừng làm một xác chết trong ý nghĩa thiêng liêng của nó, nghĩa là đừng cắt đứt quan hệ với Thiên Chúa. Trước khi nghỉ chắc một chuyện cười để cho nó vui vui thôi, rồi mình đi ra nghỉ chút. Câu chuyện của, thuộc về người già tụi tôi. Mấy người già, nhất là các ông các cụ, lười hai điều. Quý vị biết lười gì không? Lười tắm và lười hớt tóc. Tắm vợ nói sao tháo râu rồi không thấy đi tắm, tắm chi? Tắm đi vô nó nước, nó lỗ chân lông nó hở ra, nước nó nhập vô chết, trúng gió chết, không tắm. Rồi lấy câu thơ ra nói nó, trong sở thú con cọp nó có tắm đâu mà ai cũng nể. Rồi vệ sinh ta chớ có lo, trâu bò mấy tắm vẫn to hơn mình. Vệ sinh ta chớ có cần, ăn dơ ở bẩn dần dần cũng quen. Đó là tật thứ nhất. Tật thứ nhì, lười hớt tóc lắm. Nhưng ở bên đất nước Hoa Kỳ này, ở phía bắc của Cali, có mấy cái tiệm hớt tóc thanh nữ. Mấy cô đẹp lắm, thường là du học sinh này kia, hớt tóc để kiếm tiền đi học đó. Rồi một đứa cháu nội nó đi làm về, nó nói ông nội, tóc dài lắm, mai đi hớt tiệm ở dưới đó đó, mà nó bonus. Ông hỏi bonus là sao, là bớt tiền? Dạ không, ông nội đi rồi biết, con mua vé rồi, có số rồi nè. Ông nội xuống là hớt, à, mày chở thì tao đi, bonus thì cũng được. Rồi, ông đâu có biết, bonus là cái ngày đó, mấy cái cô hớt tóc, nó mặc đồ mát mẻ, bikini. Đó là bonus đó. Thế là nó chở ông xuống, ông đứng ông nhìn, ông thấy, ông nói cái đó bonus đó hả? Ông thở hết được rồi đó. Mà bây giờ mà nhìn thì thở không được, mà không nhìn thì tiếc. Cho nên ráng đi vô, ngồi xuống cái, một cô thiệt đẹp đi tới hoàng khăn vô chào anh. Trời, mình đáng ông nội nó mà nó kêu bằng anh, mát quá. Anh hớt làm sao? Đang vui nó muốn hớt gì hớt. Nhỏ đó nó nói nó cảm ơn anh vui tính ghê. Cho nó bắt đầu hớt. Nó đẩy được có hai đường. Cái nó nói anh có vợ chưa? Ông này sùng nhá. Hồi nãy nó đưa mình lên kêu bằng anh, giờ nó hỏi có vợ chưa, sùng qua vén cái khăn đưa nhẫn nè. Cái nó nói dạ cảm ơn anh. Nó hớt qua bên này hai ba đường, có vợ chưa nữa. Nó hỏi năm lần vậy sùng quá. Ông gỡ khăn ra, này hớt tóc thì lo hớt tóc, đi hỏi vợ làm gì, hỏi vợ anh ta chi. Cái nó xin lỗi anh ngồi xuống, mà cái tay nó mát mẻ lắm cho nên đành phải ngồi thôi. Cái rồi ông quấn khăn lại, xin lỗi anh em quên nói cái kinh nghiệm của tụi em. Mấy bậc trưởng thượng và lớn tuổi, tóc nó mịn và nó sát da đầu, rất khó hớt. Hãy nhắc tới vợ, tóc nó dựng đứng lên. Thôi mình nghỉ một chút. Đây có một câu hỏi tôi trả lời liền nha. Rất dễ thương. Về vấn đề xưng tội nhẹ, mình phân biệt tội trọng, tội nhẹ. Hai cái chữ đó nghe nó cũng hơi trục trặc trong cái cách dịch. Tội trọng là phạm vào điều trọng, đúng không? Cái điều cấm mà nó nặng. Ví dụ cố tình bỏ thánh lễ Chủ nhật, ví dụ cố tình làm hại một người về thánh danh, chưa nói giết người đó, bất công vân vân đó. Cố tình phá hoại gia đình người khác, làm người ta mất hạnh phúc vân vân. Ở đây câu hỏi một người viết: trong vòng 6 tháng vừa qua, ngày nào cũng ăn năn sám hối và xin lỗi Chúa rồi,
thì sau 6 tháng khi có dịp đi xưng tội, có cần xưng lại tội nhẹ không? Rất đơn sơ. Giáo hội khuyên sao? Tôi nói vậy. Tội nhẹ, ai muốn xưng thì xưng, ai không muốn cũng không sao. Miễn là khi mình xưng thì mình có ý giúp con chừa được một cái tật xấu đó, hay để học được một nhân đức nào, chứ Chúa không chấp. Trong mỗi thánh lễ mình nghe cái gì? Xin Chúa đừng chấp tội chúng con. Tôi tin chắc là Chúa không chấp. Chúa không có ngồi đó rình mò để bắt bẻ. Không. Cho nên theo tôi, trong những tội nhẹ mà mình thấy cái nào có ảnh hưởng đến sự công bằng bác ái, mình nên xét cái đó. Và mình xưng là để giúp mình. Ví dụ mình hay có tật gièm pha người khác, mặc dù mình không cố ý, nhưng ai nói cái mình tham gia. Nếu mình ý thức ra thì mình đi xưng nói con hay nói khi người ta vắng mặt, đó là lỗi bác ái. Có khi lỗi công bằng vì chưa chắc trúng, thì khi mình xưng như vậy mình bớt. Hay nổi nóng không phải là tội. Tôi tin đó. Cái cơn giận nó nóng lên đó, không phải là tội. Vì Thánh Phaolô nói nổi nóng không phải là tội. Nhưng để cho cái cơn nóng xúi mình nói cái gì, làm cái gì để hại người khác, hại luôn mình, lúc đó có lỗi. Lỗi nó tùy nặng hay nhẹ, tùy cái hậu quả. Do đó nếu như mình xét thấy là Chúa, con nóng tính lắm, đó là điều đáng mừng. Mình chưa có tội, nhưng mà mình nói là Chúa con nóng tính, thì sách tâm lý nói gì? Khi mình ý thức được mình có một tật xấu nào, đó là bước đầu mình sẽ được chữa lành cái tật xấu đó. Chỉ có điều mình không ý thức mình nóng, mình không biết mình nóng. Tôi thích nhà dòng La San. Tại sao? Ít nhất những khuyết điểm bề ngoài mỗi tuần anh em tố giác nhau hết. Tố giác luôn. Có nghĩa là chiều thứ sáu trong nhà nguyện, lúc mấy anh em lớp sau vào, sau công đồng hầu như bỏ cái đó. Lớp của tôi chiều thứ sáu phải nhà nguyện đây, bàn thờ đây, thì ông thầy bề trên ông bắt ghế ông ngồi đây. Ở dưới tụi tôi từng người lên quỳ ở đây nè, nhắm mắt lại, chỉ nói những khuyết điểm bề ngoài thôi nha. Ví dụ thưa anh, mà phải thông cái câu in my psalm, là tiếng Anh là it seems, hình như thôi, chứ không dám kết luận. Thưa anh, hình như thấy áo dòng anh mặc 2 tuần chưa có giặt, hôi quá đó. Hình như thôi, mà rõ ràng trên lưng đầy muối, mồ hôi đó, ở Việt Nam nó nóng. Người khác lên, thưa anh, hình như trong nhà ăn anh hút canh to quá. Tật xấu. Thưa anh, hình như mỗi lần anh lên đọc thánh thư thì cái kính của anh nó nặng, cho nên cứ đẩy hoài à. Bài trích thư Thánh Phaolô tông đồ đẩy, ở dưới tụi tôi nhột lắm. Thưa anh, hình như mỗi lần trước khi anh lên đọc thánh thư hay đọc sách thì anh bị cái chứng ho rất lạ. Mà thật sự đúng á, ai mà cứ là họ sắp làm cái gì đó, họ hồi hộp. Đọc xong cái lành bệnh à. Nhờ tất cả những cái đó mà tật xấu bên ngoài nó bớt. Thưa anh, hình như hay ai nói gì là anh phùng mang trợn má lên, nóng đó. Ông thầy bề trên ông ghi chép mới khốn nạn thế đó. Ông ngồi đó ông ghi, mà mình không có quyền đối chất, nghĩa là sai. Quý vị biết tôi bị cái gì tố giác nhiều nhất không? Thưa anh, hình như trưa nào anh cũng xuống dưới vườn ăn mấy trái ổi nó rụng dưới đất. Họ đó đói, tuổi 19-20 mà ăn vừa đúng thì đó đói. Ổi hái thì không hái, bởi vì lỗi luật công bằng ổi của nhà dòng, nhưng nó rớt. Tôi lụm tôi ăn, kệ tôi, cũng bị tố cáo. Việc đền tội ông thầy bề trên cho cái gì biết không? Ông bề trên rất tỉnh bơ, nhắm mắt nói, việc đền tội thứ bảy này lấy kẽm gai đi rào cái vườn lại. Một mình tôi rào trong 3 tháng mới hết.
Từ đó chính mình leo vô cũng không được. Cảm ơn bởi vì giúp tôi trừ được tật xấu. Nó hay đó quý vị. Cho nên ở đây tôi trả lời, nếu mình ý thức một tật xấu nào đó có liên can tới công bằng bác ái thì mình chọn cái tội nhẹ đó mình xưng. Còn những tội như thưa cha con có chia trí trong giờ kinh lễ không nhiều thì ít, tôi bảo đừng xưng, không có tội. Vậy mà có người cãi với tôi đó. Tôi kể chuyện có thật là tôi về Cộng đoàn Việt Nam tuần đầu tôi bị cái hớ là tôi nghe tiếng chưa rõ, một cái giọng khàn khàn mà tại có cái màn đó. Xưng xong cái tôi nói, dạ thưa ông, xin ông hãy cái nghe gõ cái tòa cọc 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 này, thưa cha không phải ông đâu, bà đấy. Cái giọng khàn khàn tôi tưởng một ông. Từ đó tôi học được kinh nghiệm, cứ lớn tuổi là bác trai bác gái cái gì cũng được, thấy không? Rồi tôi hớ hên một cái nữa là tôi nghe tiếng mà tôi quen, khi tôi xưng tôi cho việc định tội tôi lại kêu tên. Có người tên thứ năm, bà Năm, bà xưng tội xong tôi nói đề nghị bà Năm về nhà giúp ông một việc gì đó để ông vui. Từ đó bà không đi xưng tội tôi nữa. Mấy đứa con nó nói, má con nói mới vô giả bụi nghẹt mũi mà ông cũng biết là tao. Mình hớ hên, thật ra không có cái gì mà ngại hết á. Thật ra nói thật đó, không có cái gì mà ngại. Thành ra tôi khuyên một bà nói con có bỏ lễ tháng vừa rồi, bỏ lễ Chúa Nhật bốn lần. Tôi nói bác cho biết lý do, không có đứa nào chở đi cả. Nó đi du lịch hết rồi, mấy đứa con á, nó đi tiểu bang khác, ở nhà mình đâu biết lái xe mà xa lắc. Tôi nói bác không có tội, cũng gõ cái tòa cọc 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 nói có tội đấy, ông đừng có nói thế. Thì thôi mình cãi làm gì? Không lẽ mình nói không tội, bà nói có tội, không tội, có tội, không tội, có tội. Mà tội nghiệp cái lương tâm tế nhị đến mức nghi ngờ cả tình thương của Chúa. Mình nghi ngờ Chúa không thương mình. Đặc biệt là mình được dạy rằng mỗi lần mình sa ngã quay lưng lại với Chúa, Chúa bớt thương mình hơn. Cái đó sai hoàn toàn. Đó, bây giờ tôi trở lại nha. Tôi hy vọng cái câu trả lời có nên xưng tội nhẹ không? Nếu tội nào liên can tới công bằng, bác ái thì xưng. Bây giờ thưa quý vị, hãy cầm lấy mà ăn, vì này là mình thầy. Con người hãy có tụ họp lại là có ăn. Nói thật, không riêng gì người Á Châu đâu. Bất kỳ tụ họp lại thì vui nhất chia nhau miếng ăn, mời nhau ăn. Mà có những trường hợp không đáng ăn cũng ăn đó. Đám tang, người ta buồn gần chết, tới viếng cái xác đó, cái ra kia ngồi ăn. Cái tội nghiệp. Trong cái thế giới Ả Rập nói chung và cái thế giới của người Semit, tức là người con của ông Abraham, có ông Sem, ông Khan và ông Japheth, ba ông đó, thì cái chủng tộc Sem được thành con cháu, người ta gọi là Semit, là dân Do Thái bây giờ. Bữa ăn có ý nghĩa chia cùng một sự sống. Khi nào ngồi ăn là tất cả đều là anh chị em ruột thịt, chung một máu mủ. Rồi kể cả người Ả Rập theo Hồi giáo, khi đã ngồi ăn với họ thì coi như người một nhà. Cho nên khi Chúa bảo hãy cầm lấy mà ăn, vì này là mình thầy, hãy cầm lấy mà uống, vì là chén máu của thầy. Tôi thấy rất hay ở chỗ, tại sao trong cái câu truyền phép cho cái chén rượu trở thành máu thánh Chúa Giêsu thì có câu đây là máu giao ước mới và vĩnh cửu. Thưa quý vị, ai giải đáp dùng mấy chữ đó? Mình nghe hoài.
Ngày xưa, bây giờ khác. Ngày xưa ký một giao kèo thì phải có hai bên, có người làm chứng. Và họ ký bằng cái gì? Máu. Lấy máu của một con vật chấm viết, bên này cũng chấm viết, cho nên gọi là giao ước bằng máu. Nếu cái đó, nếu cái tờ giao kèo đó mà không có con dấu đó, thì cũng như mình bây giờ, cái tờ contract mà không có chứng chỉ thị thực của cái người làm chứng hay cái cơ quan có quyền, đâu có giá trị. Cho nên đối với người trong cái thế giới Ả Rập, họ hiểu liền khi đọc giao ước bằng máu có nghĩa là giao ước ký thật. Nhưng máu trong thời Tân Ước là máu của con Thiên Chúa. Do đó Chúa Giê-xu đã lấy máu để ký một giao ước mới, giao ước tình yêu giữa Ngài với chúng ta và đưa chúng ta lên với Cha của Ngài. Cái câu chuyện mà người Ả Rập, tức là người Hồi giáo, một câu chuyện có thật, cha Nguyễn Thế Thuấn sưu tầm được. Có một bộ lạc của một người Ả Rập thuộc thế giới Hồi giáo vô tình gây tai nạn chết một người của bộ lạc kế bên. Vô tình, tôi lấy ví dụ như chạy xe thế kỷ này đó, chứ không phải ngày xưa đâu, cán chết. Theo luật người Ả Rập, huyết thù, tức là trả thù bằng máu, là một nghĩa vụ thiêng liêng được Allah giao phó. Nó kinh chưa? Có nghĩa là gia đình nạn nhân phải tìm cho được cái thằng gây ra tai nạn và giết trở lại, mới gọi là làm tròn nghĩa vụ thiêng liêng. Ghê thật thật. Quý vị có thấy sợ không? Bên mình thì bảo tha. Cho nên trong một trận bão cát, người ta còn đang đi tìm cái anh chàng giết người, là vì nó trốn, nó vô sa mạc, nó lãnh mặt y như ông Mai Sen vậy. Thì bão cát tới, cái đoàn người đi tìm cũng thấy bão cát. Bão cát có thể chết người, vì cái cát nó mịn hơn bột mì. Những cái cát mịn nó bay, nó chui vào mũi mà mình hít vào, đặt hết cái phổi của mình chết. Cho nên họ phải trùm đầu lại. Chính vì vậy mà họ đội khăn để trùm và núp đằng sau lưng hay là cái bụng của con lạc đà, trùm cho nó lại luôn, đợi bão cát đi qua. Ai cũng đói, ai cũng mệt vì bão cát, cho nên thấy có một nạn nhân lạ thì cái bộ lạc này mời ngồi ăn. Bởi vì cát nó phủ đầy hết, đâu có nhận ra ai là ai. Chưa phủi thì bắt đầu mỗi người lo phần của mình, rồi cùng nhau ăn, bẻ miếng bánh chia cho anh chàng đi lạc trong sa mạc. Đâu có ngờ là anh chàng đó là mình đang đi tìm. Nó cũng không biết là mấy người tìm để giết nó. Thế là nó ăn. Nó ăn xong thì chắc cát rồi nó rụng ra khỏi râu, mới nhìn thấy à, cái thằng này. Túm xói nó, trói nó lại, đem ra mà giết. Nhưng mà ông chủ bộ lạc, ông trưởng bộ lạc, ông nói không được. Nó mới ăn chung với mình, nó trở thành gia tộc của mình, không đứa nào được đụng vào. Họ tha. Cho nên ai có thù hằn gì với người Hồi giáo, ráng lén cho nó mời tới nhà ăn nha. Ăn chung rồi là hết. Hay cũng hay hay. Cũng hay hay. Do đó chia cùng một miếng bánh, uống cùng một chén rượu, thì trở thành anh chị em với nhau, con của cha chung trên trời. Tôi thấy cái điều đó rất hay khi mà mình tham dự thánh thể của Chúa Giê-xu. Thưa cộng đoàn, tôi trở lại vấn đề xưng tội một chút để quý vị cảm thấy nó được nâng đỡ hơn, là nghe thấy nó nặng nề quá. Tôi đi đâu cũng kể, tôi tham dự bí tích giao hòa của giáo hội chính thống. Bây giờ không ai gọi là giáo hội Orthodox là chính thống, là vì họ tự mình tách ra ở thế kỷ thứ 11. Thượng phụ giáo chủ Michel Serulaire tách với Đức Giáo Hoàng, không chơi chung vì bất đồng ý kiến.
Từ đó họ ở phương Đông, mình ở phía La Mã. Cho nên bây giờ giáo hội không gọi là giáo hội chính thống, mà Đức Thánh Cha và tất cả hàng giáo phẩm Công giáo khuyên nên gọi là giáo hội phương Đông. Tại sao? Tại nếu mình gọi họ là chính thống thì mình là gì? Mình là đi lạc đạo. Tại người ta chính thống thì mình bất chính thống, người ta chính thống thì mình, cái chữ mà cộng sản gọi miền Nam là gì? Ngụy, là mình mắc mưu. Tôi đi tham dự bi tích giao hòa ở một giáo hội phương Đông mới cách đây trước mùa dịch, tôi nhìn thấy không có cái tòa ông linh mục ông ngồi, mà bên giáo hội phương Đông có hai loại linh mục. Một linh mục, một số linh mục muốn lập gia đình thì có thể lập gia đình, có đám cưới, có vợ, có con. Một số hứa độc thân suốt đời cũng được. Cái số hứa độc thân suốt đời thì có hy vọng được chọn để làm giám mục. Còn phía bên có vợ thì không chọn. Biết tại sao không? Khó quá, tiếng Việt khó xưng hô. Linh mục thì gọi là cha, vợ linh mục gọi là má, là mẹ, cái gì đó cũng được, cũng không cần thì cũng sao. Nhưng mà linh mục mà lên giám mục thì gọi đức cha, thì vợ của đó gọi là gì? Đức mẹ, sao được? Đức bà cũng chết nữa. Tôi nói chơi thôi chứ không phải vấn đề đó, mà là vấn đề đời sống độc thân sẽ được chọn để lên. Ông nào cũng để râu, 30 tuổi cũng râu đầy tới đây nè, ngoài lắm rồi đội cái mũ đen, áo vòng đen, tai rất rộng, có thánh giá to đây. Mấy ông nhiều râu đó, mấy bác có nấu bún riêu đừng có mời tới ăn, nó dính vô râu chảy không ra đâu. Tôi thấy linh mục ngồi, một người hối nhân đi tới, tôi thấy ông đứng dậy, ông đi ra 2-3 bước, bắt tay chào, nói cái gì tôi không nghe. Xong ông quỳ xuống, quỳ tại chỗ, rồi người kia quỳ xuống, hai người nói, tức là xưng tội. Xong người kia ra về, bắt tay đi về. Khi hết người tôi tới, ông cũng đứng dậy bắt tay. Cái tôi nói không, tôi là linh mục Roman Catholic, tôi muốn hỏi cha cho tôi, giải thích cho tôi nghi thức giao hòa của cha lạ hơn bên tôi. Ông nói không có gì lạ đâu, tôi biết. Ông nói vậy, ông mời ngồi xuống cái ghế nhà thờ. Ông nói khi một người hối nhân tới, tôi đứng dậy, tôi đi ra chào anh, chào chị. Chúa Giêsu rất vui mừng được đón tiếp. Rồi ông nói liền, đừng có đến với tôi, don't come to me, but through me, hãy xuyên qua tôi đến với Chúa Giêsu. Because, bởi vì I am a sinner like you. Hay không? Xin đừng đến với tôi, xin đừng dừng lại ở tôi, xuyên qua tôi mà đi thẳng tới Đức Giêsu. Bởi vì tôi cũng là tội nhân như anh và chị. Và ông quỳ xuống trước, ông nhận tội của ông. Người kia được khuyến khích để bớt ngại. Rồi cả hai xưng xong thì cảm ơn, bắt tay đi về. Quý vị có thấy đẹp không? Đẹp. Nhưng người Việt vẫn ngại bởi vì thấy mặt, che cái màn lại cho nó đỡ. Tại vì tâm lý thôi, tâm lý mình cứ nghĩ rằng tội của mình nó đặc biệt hơn mấy tội khác, nhiều ông linh mục chưa học được. Tôi xin nói thật một điều, hãy suy nghĩ, thùng rác nhà quý vị mỗi tuần người ta đổ ra, rồi nếu nó dơ quý vị rửa vào. Linh mục có 2 cái thùng rác dơ kinh khủng, đổ vô đậy nắp, đổ vô đậy nắp, không bao giờ đổ ra được, là vì hứa với giáo hội giữ bí mật của tòa giải tội. Chính vì vậy bây giờ người ta gài bẫy từ tôi. Những trường hợp sexual abuse, đi xưng tội, thì nhà nước bên Úc buộc tụi tôi phải đi tố cáo. Mà người ta xưng, họ buộc, họ nói đó là công bằng, phải đi báo với cảnh sát. Rất nhiều người giả vờ vô xưng thì làm sao? Tôi gặp một trường hợp vô xưng, cái tôi nói ngừng,
ngưng, đừng xưng ở đây. Bây giờ đi qua nhà xứ để tôi thâu băng lại đã. Bởi vì cái này có liên can tới chính quyền, và tôi không coi đó là bí tích giải tội. Bởi vì nếu bí tích giải tội, tôi phải giữ bí mật, bởi vì tôi đã thề. Nghe tới đó là họ bỏ đi, là tôi biết gài bẫy, gài bẫy cho tụi tôi vào tù. Nó khó khăn đến vậy. Cho nên giới trẻ bây giờ nó thấy cái khó khăn đó, những cạm bẫy đó, nó không dám đi tu. Một phần đó, người ta gài bẫy vào tụi tôi như con cá nằm trên thớt á. Cứ ai tố giác là cứ phải step down, đợi người ta điều tra. Có khi người ta nói oan thì mất 2-3 năm mà. Nó kinh lắm. Cho nên bí mật tòa giải tội thì mình không dám nói. Mình phải biến cái đó thành một vụ đến để thú nhận về hình sự. Thì mấy người làm giả là đâu dám nói tiếp, bỏ đi thôi. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, cái bí tích giao hòa nó đẹp lắm, nó hợp về tâm lý lắm. Thật sự nó rất hợp về tâm lý, là vì mình an tâm hơn. Khi mình nói ra với Chúa, mình đừng có nghĩ rằng mình nói ra là ông linh mục ông chưa nghe bao giờ. Ngại, thấy tội nghiệp lắm. Tôi cứ kể đi kể lại chuyện một ông cha già ở một xứ đạo, mà cứ điều răn thứ 6 và thứ 9 thì người ta ngập ngừng không dám nói. Cái gì tụi tôi cũng nghe hết rồi, vậy mà cứ ngập ngừng. Ông cha già ông lên tòa giảng, ông nói nè, để giúp cho quý anh chị đó, từ nay hãy xưng cái tội nghịch với điều răn thứ 6 và điều răn thứ 9 thì nói còn té giếng, được không? Ở dưới nó, hay, cái giáo xứ mình nhiều giếng lắm rồi, mà giếng sâu là tôi biết là tội nặng, giếng cạn là tội nhẹ. Cái từ đó ai cũng đi, thưa cha còn có té giếng. Hôm qua té 2 lần ở giếng cạn, ông cha ban phép, trời nó đẹp. Rồi ông cha già chết, ông cha trẻ mới về tuần đầu nghe nó xưng té giếng không. Ông lên tòa giảng, ông nói bộ cái sứ đạo mình nhiều giếng lắm hả, lắp mẹ nó lại hết đi, té giếng làm gì có tội, lắp đi. Rồi tuần sau cũng nghe té giếng nữa, ông nói ông chánh trương đâu lên đây, tôi cho ông lệnh là ông đi coi giếng nào nằm bậy bạ ông lắp. Ông cười cười, ông không dám nói. Tuần sau cũng lại té giếng nữa, ông nói ông chánh trương đâu, ông lên đây. Lên đây, tuần rồi tôi giao cái gì cho ông. Ông nói dạ khó làm quá cha. Đó, tại ông khó làm, sáng nay vợ ông mới té giếng. Ông cha không biết, tưởng tai nạn. Thưa quý anh chị, quý ông bà và anh chị em, tôi trở lại từ đầu. Mầu nhiệm nhập thể là mầu nhiệm trao tặng. Thiên Chúa trao tặng con của Ngài, rồi Chúa Giê-xu trao tặng chính mạng sống của Ngài. Mà trước khi chia lìa chúng ta, Chúa Giê-xu đã để lại bí tích thánh thể để chúng ta chia thật mình thánh và máu thánh Chúa. Như vậy mỗi lần chúng ta rước mình thánh Chúa vào thì điều gì xảy ra? Mình thánh Chúa được tiêu hóa, sẽ trở thành một phần nào trong cơ thể của mình. Như vậy có nghĩa là mình đồng hóa với Chúa. Mà nhạc sĩ Hùng Lân hôm qua mà mình hát với nhau đó, cả hai share chữ đồng. Mình được trở thành Thiên Chúa. Nói vậy không hỗn hào đâu. Chúa thành mình có nghĩa là mình trở thành Chúa. Rất đẹp, rất cao cả. Đồng thời tất cả cùng ăn một bánh, giống như người Hồi giáo thì tất cả đều là anh chị em ruột thịt với nhau. Rõ ràng cái sứ điệp của bí tích thánh thể. Rồi bí tích thánh thể được dựng nên, trao ban do Chúa Giê-xu để ở lại với chúng ta. Điểm cao nhất của phụng vụ là thánh lễ, tức là bí tích thánh thể. Điểm cao nhất, cái chóp đỉnh là bí tích thánh thể. Trong mỗi thánh lễ có 2 phần. Phần đầu là phụng vụ lời Chúa,
Phần thứ nhì là phụng vụ thánh thể, ai cũng biết. Nó giống như một đám giỗ, mình kéo về thì phần đầu mình lấy những kỷ niệm của cái người mà hôm nay mừng lễ giỗ ra, mình coi lại hình chụp nè, trời ơi, hồi đó ổng chụp với tôi, bây giờ ổng chết rồi, tội nghiệp ổng ghê, ổng để lại cái thơ thì lấy ra đọc. Đọc chán rồi thì nhà tiếp đãi nói, này bây giờ hết rồi, tới giờ xuống cùng ăn với nhau. Bước sang phần phụng vụ thánh thể. Đó, giống một bữa tiệc, giống hịch. Hai phần quan trọng như nhau. Lỡ mình có đi trễ, thôi cũng đừng ngại. Bởi vì tội chỉ thành hình nếu có ba điều. Một là hoàn toàn tự do. Hai là ý thức biết rất rõ. Và ba, cố tình làm. Nếu mình thiếu một trong ba, không có tội. Rõ ràng ha, mình không muốn bỏ lễ mà chẳng ai chở, hay mình bị bệnh, mình tới mình sợ lây cho người khác, cái nghĩa cử bác ái của mình có công, cho nên đừng ai nái, không có tội. Nó rõ lắm lận, nó rất đơn sơ và rõ, nó thuận với tất cả những gì Chúa Giêsu rao giảng, hãy yêu thương nhau như mình yêu thương chính mình. Thưa quý ông bà và anh chị em, mình còn có 4 phút nữa thôi. Ghê không? Thời gian qua mau lắm. Từ nay, mỗi lần đến đây để đưa tay ra, để thừa tác viên đưa mình thánh Chúa lên và nói cho mình biết đây là mình thánh Chúa Giêsu, thì mình trả lời đồng ý. Chữ Amen có nghĩa là ok, hay all right, hay là let it be, ước gì được như vậy. Rồi mình mới rước. Một cách trân trọng, rước bằng lưỡi hay bằng tai không thành vấn đề. Nhưng đừng nhìn nhau rồi nói người này người kia, đừng bao giờ. Đặc biệt là khi mình rước mình thánh Chúa thì mình chuẩn bị chứ. Mình dọn nhà để đón khách. Giả sử bây giờ ông Joe Biden, ông nói tối nay tôi tới nhà ông. Dù mình không thích đi nữa, nhưng ổng là nguyên thủ của một đất nước lớn như thế này, thì mình phải chuẩn bị chứ. Ít nhất mình bảo điện thoại, em tụi bay dọn bớt đồ đi này kia, để ông ghé, chừng 5 phút mà cũng phải dọn đồ vậy. Rồi khi mình ổng tới, mình có nói đôi lời cảm ơn á, thấy không? Rất đơn sơ. Chào hỏi cảm ơn. Tôi tin rằng sau những giây phút mình chia sẻ với nhau này, quý ông bà và anh chị em hiểu hơn cái tình yêu của Chúa trên trời. Và đón Giáng sinh năm nay, nhận ra rằng tất cả được trao ban, chứ không phải trao đổi. Trong đầu mình vẫn còn cái tinh thần trao đổi. Mình thấy hãy mình lỗi phạm cái gì, Chúa bớt thương mình. Ai cũng có cái mặc cảm đó, lạ vậy đó. Tôi thích cái bản hát thánh ca của người nói tiếng Anh ở Úc, ở đây cũng hát cái bài Come As You Are. Cứ đến đi, làm sao cũng đến, không cần phải xứng đáng rồi mới đến. You are, chứ không có nói As I Want You To Be. Rõ ràng, đến đi. Rồi cái câu mà tôi thích nhất, tại sao mỗi lần con lỗi phạm thì con cứ nghĩ rằng cha bớt thương con. Làm sao xóa được cái đó ra khỏi đây? Mình lỗi phạm chừng nào thì mình tin rằng một đứa con yếu đuối lỡ lầm thì cha mẹ thương hơn. Mà mình cứ mang cái mặc cảm đó, tội nghiệp, rồi thằng quỷ nó xúi vô. Quỷ khéo lắm, mình lỡ phạm tội rồi cái nó nói tội nặng lắm, không ai tha cho mày đâu, đừng có đi xưng vô ích. Hay lắm, tinh vi lắm, nó lôi mình ra khỏi với cha mình. Phút cuối cùng tôi đúc kết. Hôm nay cũng là cái ngày lễ truyền tin của ông Zachary, hôm qua lễ truyền tin của ông Thánh Giuse. Hôm qua thì mình nhận biết
Thiên Chúa đến vì yêu thương mình. Hôm nay mình nhận biết Chúa giao cho mình mỗi người một sứ mạng, một ơn gọi. Chúa muốn mình sống y như ông Gioan vậy, hay là ông Samson. Rồi qua cái mầu nhiệm nhập thể, Chúa thể hiện tình yêu. Chúa trao ban chứ không trao đổi. Và Chúa trao ban chính con của Chúa. Và trước khi về trời, Chúa con đã lập bí tích thánh thể để ở lại với mình. Ai tôn sùng, tôn kính bí tích thánh thể một cách chân tình, chưa bao giờ thấy những người tôn sùng đó mất linh hồn. Mình không có dịp nói tới lòng tôn kính Đức Mẹ, nhưng ở đây mình nói tới tôn sùng thánh thể. Không ai Chúa bỏ rơi nha. Cái lời cuối cùng là chúc mọi người Merry Christmas đấy nha. Thấy xã hội người ta bỏ lần mấy cái chữ đó, bên Úc cũng vậy. Nó bỏ chữ Merry Christmas, nó để khắp nơi chữ Happy Holidays. Người ta muốn xóa Thiên Chúa ra khỏi xã hội. Mình cứ giữ, gặp nhau cứ chúc Giáng sinh vui vẻ, thánh thiện, Merry Christmas. Xin cảm ơn hết mọi người và chúc buổi tối thật vui. Con kính chào cha một lần nữa, và con xin được đại diện cộng đoàn giáo xứ chánh tòa. Chúng con rất là, phải nói là vui, vui và cũng là một niềm tự hào và cũng là một niềm trân quý được cha ưu ái bay từ Úc Đại Lợi đến với chúng con. Và con rất là thích những cái tư tưởng của cha, nó mộc mạc, nó đơn giản mà nó rất là sâu. Nó đưa mọi người chúng con trở về với Chúa trong mầu nhiệm nhập thể. Cha tóm tắt hai ngày bằng một câu rất là ngắn là từ tình yêu đến cái mầu nhiệm nhập thể, mầu nhiệm trao ban. Trao ban xong rồi Chúa mới qua cái giao, máu giao ước của Ngài và đến cái bí tích thánh thể, và mời gọi chúng ta sống cái tinh thần là người con của người Kitô hữu, đón nhận bí tích thánh thể mỗi ngày hay là mỗi tuần. Con thấy rất là chi lý, và một lần nữa cộng đoàn chúng con hy vọng là giờ thời phát biểu của cha cho phép chúng con được mời cha trở lại giúp chúng con trong việc mùa chay sắp tới. Tại đây ông bà và anh chị em có đồng ý không ạ? Thưa cha Bảo, một điều kiện nếu còn sống tới đó. và chúng con hơn mọi người chúng ta cứ tiếp tục cầu nguyện, đọc kinh mỗi ngày cho Ngài một kinh mân côi, mà không phải xin cho Ngài sống trường thọ an khang để mà Ngài còn tiếp tục đi đó đi đây với cái sự thâm thúy và uyên bác và vui cười. Con cứ thường hay nói là một nụ cười là 10 thang thuốc bổ, mà mình có thuốc bổ rồi thì một cái thuốc bổ mà mình cười mình bổ rồi, mình đến đây mình nhận một cái thuốc bổ mà ngàn thang luôn, đó là mình và máu Chúa Kitô. Ông bà và anh chị em thân mến, ngày 17 tây tháng giêng tới đây 2024 là ngày mừng sinh nhật thứ 76. Thôi bây giờ chúng ta hát mừng sinh nhật ngày trước nhé. Happy birthday to you, birthday to you. Happy birthday dear Cha Hồng, happy birthday to you. Con mời đại diện cho cha, cho Đức Cha Kevin Van. Con cảm ơn cha và đồng thời cùng với quý cha, quý thầy phó tế cũng như quý tu sĩ nam nữ, và đặc biệt là ban thường vụ, thì mời chị phó ngoại và anh phó nội đại diện cho anh Việt chủ tịch có món quà trao tặng đến cha. Cái người này thì không cần hôn, cái này này muốn hôn mà không dám hôn. Xin quý ông bà cùng đứng, chúng ta cảm tạ
là vinh danh Chúa qua kinh sáng danh, và xin Cha bảo cùng với con cầu nguyện Chúa chúc lành cho quý ông bà. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, và bây giờ và hằng có. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Chúc mọi người về bình an, lái xe kiên nhẫn, cái cổng hơi hẹp. Cảm ơn.